Xuân xuân đã về, thắm tươi trên đồng lúa vàng. Xuân xuân đã về, thì hoàn ngàn tia nắng. Xuân xuân đã về, thắp hương lên mong anh mình. Xuân xuân đã về, khắp nơi ngập tràn tình ca. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa. Nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa. Người người cùng hát bát đường vui đón xuân. Người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Xuân xuân đã về, gió xuân giao động muôn loài. Xuân xuân đã về, muôn ngàn mong xuân mới. Xuân ơi hãy về, tiếng tố tâm hồn nhân loại. Xuân ơi hãy đẹp, mãi trên môi cười thê nhân. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa. Tôi cầu mùa xuân an lành trên dân chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân. Người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Mời thánh cùng theo dõi lời của Chúa được chép trong Luca đoạn 7 từ câu 36 cho đến câu số 50. Có một người Pharisee mời Đức Chúa Giêsu ăn tại nhà mình. Vậy khi đã vào nhà người Pharisee thì Ngài ngồi bàn. Vả có một người đàn bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Giêsu đưa ngồi bàn tại nhà người Pharisee, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau nơi chân Đức Chúa Giêsu khóc, xa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi, lại hôn chân Ngài và xức dầu thơm cho. Người Pharisee đã mời Ngài thấy vậy, tự nghĩ rằng nếu người này là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà rời đến mình đó là ai, cùng biết ấy là người đàn bà xấu nết. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Simon, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng: Thưa thầy, xin cứ nói. Một chủ nợ có hai người mắc nợ. Một người mắc 500 denier, một người mắc 50. Vì hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Simon thưa rằng: Tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ngươi đoán phải lắm. Đoạn, Ngài xây lại người đàn bà mà phán cùng Simon rằng: Ngươi thấy đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà chùi. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không xức dầu đầu ta, nhưng người lấy dầu thơm xức chân ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều, song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng: Tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Các người ngồi bàn với Ngài nghĩ thầm rằng: Người này là ai mà cũng tha tội? Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng: Đức tin của ngươi đã cứu ngươi, hãy đi cho bình an. Amen. Kính chào Hội Thánh. Tạ ơn Chúa và cảm ơn Hội Thánh về cơ hội quý báu. Tôi đến chia sẻ lời Chúa với Hội Thánh tựa đề. Để quý vị nhìn thấy dựa vào phân khúc Kinh Thánh chúng ta đọc một câu chuyện rất là quen thuộc. Tựa đề là Nhiệt tình cho Chúa. Trong một lớp học Kinh Thánh của các em nhi đồng, cô giáo hỏi: Mình phải làm gì để được tha thứ tội lỗi? Thì một cậu bé nhanh tay lắm đưa lên liền: Thưa cô, muốn được tha thứ tội lỗi thì mình phải phạm tội trước. Điều này chính xác và nó đúng cho người đàn bà này, phải không ạ? Là một người sống trong đời tội lỗi và Kinh Thánh dùng chữ xấu nết, thì bà tìm đến Chúa để tôn thờ với lòng chân thành, ăn năn. Cái câu hỏi cho anh chị và tôi buổi sáng hôm nay là: có phải vì bà rửa chân cho Chúa, hay vì đem cái món quà quý này dâng cho Chúa mà bà được tha thứ tội lỗi và được cứu? Chúng ta có thể tìm được câu trả lời ở trong câu thứ 50. Quý vị chắc là còn Kinh Thánh mở đó phải không ạ? Chúa nói sao? Đức tin con đã cứu con. Và Ephesos chương 2 câu 8 câu 9 nói gì? Nhờ ân sủng bởi đức tin ở trong Chúa cứu thế Giêsu mà chúng ta được cứu. Không phải do làm cái gì, không phải là do công đức của chúng ta. Và Chúa nói với bà như thế nào trong câu 48?
tội lỗi con đã được tha. Bà đến với Chúa với tấc lòng chân thành, với nước mắt, với thái độ cung kính, rửa chân và đem món quà cho Chúa. Nó nói lên một nếp sống tôn thờ, một nếp sống dấn thân và một nếp sống phục vụ. Quý ông bà anh chị em có thể theo dõi trên giảng bài, nó cũng ghi chú gì đó, có thể ghi chú vào trong đó. Trước nhất là đời sống của bà ngày trước là chìm đắm trong tội lỗi, bây giờ là một nếp sống tôn thờ. Anh chị em nhớ Phúc Âm Giăng chương 4 câu 24, Đức Chúa Trời là thần, ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lễ thật để thờ lại. Trong khi ông Simon ngồi đó hờ hững lắm, bà chủ tâm tìm đến Chúa để tôn thờ. Vì chủ tâm tìm Chúa để tôn thờ cho nên chúng ta chuẩn bị, và chuẩn bị cho con cái của cả gia đình. Mình không có lụp chụp giờ phút chót mới ủi quần áo, mới đi đổ sân, phải không ạ? Không có lục ví rộn rãng để tìm tiền lẻ để dâng cho Chúa, phải không ạ? Tiền chẳng để đâu. Đến tôn thờ Chúa, có khi chúng ta tỉnh mơ đi tay không. Người đàn bà này nhiệt tình cho Chúa, chuẩn bị một của lễ sẵn sàng để dâng lên cho Chúa. Bà có một nếp sống tôn thờ, chủ tâm tìm Chúa, trang trọng ôm ấp trong tay của mình, trong lòng của mình, cả đời sống của mình, một món quà vô cùng quý giá. Có lẽ quý vị đã nghe các mục sư giảng, đây là một bình ngọc mà chạm trổ rất là mỹ thuật, công phu và đắt tiền lắm. Chẳng những vậy mà dầu ở trong đó cũng là loại vô cùng đắt tiền. Bà cho Chúa cái gì? Bà dâng cho Chúa cái gì tốt nhất của chính mình. Đó là hình ảnh tuyệt vời cho anh, cho chị và cho tôi. Dâng cho Chúa cái gì tốt nhất. Tôi nhớ con tôi hồi còn nhỏ, lúc nào đi dâng cho Chúa, mặc dù cha mẹ cũng không có nói gì nhiều, lúc nào đem dâng cho Chúa cũng là cái đồng bạc mới nhất, tốt nhất. Đó là tâm tình của người đàn bà này. Ông Simon thì không có quan tâm gì lạnh lùng, dưỡng dưng, nhưng bà có nhiệt tâm tìm Chúa để tôn thờ. Bà chuẩn bị tâm lòng và của lễ. Anh chị em muốn ghi vào trong màn thì chuẩn bị tâm lòng và của lễ, xin điền vào chỗ trống. Còn Simon sao? Ông tưởng mình vô tội, dâng tiền lẻ. Tôi, anh chị giống Simon, hay anh chị muốn học cái người đàn bà gọi là tội lỗi này? Cái bình ngọc trắng đầy dầu thơm thì nó quý lắm, thì đáng lẽ để đến để đem sức tóc cho Chúa, phải không ạ? Tại sao bà không sức tóc cho Chúa? Bà không nói gì cả, hoàn toàn yên lặng. Nhưng trong sự yên lặng của bà gây một tiếng vang, và bà nói rất là nhiều. Bà nói gì? Chúa ơi, cho dù quý giá nhất của con đây, nhưng mà không xứng đáng để sức trên đầu của Chúa. Xin Chúa cho con được sửa chân của Chúa. Anh chị có dâng hiến cho Chúa với sự khiêm cung chân thành như vậy không? Tôi có khiêm cung chân thành như vậy. Cái trọng tâm của sự dâng hiến cho Chúa nó là ở tâm lòng của chúng ta. Bà khiêm cung ở chỗ khác nữa, thưa anh chị em. Nhìn vào Kinh Thánh xin xem là câu 38. Câu 38 nói như thế nào? Hồi xưa bà ngoại tôi nói là: con à, ăn coi nồi, ngồi coi hướng, đứng cho nó đúng chỗ, đúng cách, phải không ạ? Bà đứng ở đâu? Đứng ở đâu? Đứng đằng sau. Và thậm chí bà quỳ dưới chân Chúa đó, chạy đến ôm chân Chúa. Hình như có một chỗ nào trong Kinh Thánh, có một người nào trong Kinh Thánh nói là cũng không xứng đáng cho Chúa, thậm chí mà quỳ xuống để cởi dây giày của Chúa cũng xứng đáng đó. Có một người nói như vậy, phải không ạ? Ai nói như vậy? Dân. Bà yêu mến Chúa thì tất cả cho Chúa, không quan tâm gì những người khác, và cái gì thuộc về Chúa thì người nhiệt tâm cho Chúa sẽ quan tâm. Ví dụ như ông bà anh chị em quan tâm đến ngày của Chúa, hôm nay là chúng ta gọi là Chúa Nhật, là ngày của Chúa, dành thì giờ đến để tôn thờ Chúa. Và quý ông bà anh chị em làm một điều tuyệt vời, mẫu mực, đó là bà lắng nghe tiếng Chúa. Chúng ta cũng đến để học lời của Chúa nào. Cái gì thuộc về Chúa là nhật. Cái thì giờ tốt nhất trong ngày, trong tuần là đến cho Chúa. Bà tìm thờ Chúa với tâm lòng ăn năn nữa, xin điền vào chỗ trống. Bà khiêm cung rồi ăn năn để được tha thứ. Trong khi ông Simon thì ông ngồi đó, ông xét đoán.
Ông nói bà là người tội lỗi. Và thậm chí ông còn nói thúc của chỏ Chúa, cái là ngôn ngữ của tôi, câu 39 đó. Người thờ phượng thật thì lấp tất cả tâm lòng của mình đâu với Chúa. Nó bày tỏ cái bên trong sao thì nó lộ ra bên ngoài, và bà đã làm được điều đó chân thật, tâm linh. Tại sao? Bởi vì Chúa chúng ta tìm kiếm những người thờ phượng với sự chân thật đó. Bà đem hết tất cả tâm gan dâng lên Chúa, có lẽ bà khóc. Buồn, vui là cái sự thật. Có người đến nhà của Chúa vui mừng bởi vì có niềm vui trong gia đình, tạ ơn Chúa. Nhưng mà có cái sự sầu khổ. Trong Kinh Thánh cũng nói đến một hai người đàn bà nào đó đến nhà thờ thờ với Chúa, đến nỗi ông mục sư già, ông thấy bà này tưởng là say rượu, nhưng mà bà này không say rượu, nhưng bà có lời cầu xin với Chúa, và Chúa đã ban cho điều đó. Thờ phượng Chúa với tất cả tâm tình, Chúa nghe lời cầu xin mà mục sư có thể không biết được, nhưng mà Chúa biết được điều đó. Bà khóc. Còn Simon sao? Ông dưỡng dưng, ông lạnh lùng lắm. Bà tiếp tục quỳ, tiếp tục lắng nghe, tiếp tục khóc, tiếp tục trút đổ cái tâm lòng của mình cho Chúa. Một số anh chị nói, Kinh Thánh đâu có nói gì tiếp tục, một sư phước cũng nói tiếp tục tới mấy lần rồi. Tôi sẽ giải thích cái điều đó ở đâu. Bà ăn năn để được Chúa tha thứ. Đây là một động từ liên tiếng ngay từ ở trong ngôn ngữ chính là Hy Lạp đó. Chủ tâm tìm đến Chúa, dọn lòng ăn năn để tôn thờ và dâng cho Chúa cái điều gì tốt nhất của bà. Bà lắng nghe lời của Chúa, giống như chúng ta thường làm điều đó. Không phải đợi đến một tuần lễ mới lắng nghe lời Chúa, ở trong ngày, trong nhà cũng lắng nghe lời Chúa và dâng hiến tiền bạc cho Chúa, của lễ sẵn sàng khi đến nhà của Chúa, chứ không phải mình đi tay không, phải không ạ? Điểm thứ nhất, bà có một nếp sống tôn thờ. Điểm thứ hai là bà có một nếp sống dấn thân. Ông Simon ấy thì thấy bà là người xấu nết. Cái chữ xấu nết này nghe qua thì chúng ta không để ý lắm. Nhưng mà chữ xấu nết này trong tiếng Hy Lạp nó có nghĩa là bà là tội lỗi. Mà chẳng những xấu nết tội lỗi, nhưng mà người đàn bà không có ngay thẳng, không có trong sạch. Và một chữ mà các mục sư thường dùng, và tôi xin dùng cái chữ này, hy vọng không ai đến nỗi giật mình mà nói mục sư Phước nói sai. Trong cái ngôn ngữ lúc đó thì khi nói xấu nết như vậy, tức là bà này chỉ là một cô gái điếm mà thôi. Một cô gái điếm trong đường cùng để tìm đến Chúa, để tôn thờ, để lắng nghe tiếng Chúa và dâng cái điều tốt nhất của mình cho Chúa. Tại sao bà không nào đúng ngồi với ông thánh, ông Simon này, ông thánh lắm, ông rất là thánh, ông là đại gia thời đó. Bà không nào đúng. Tại sao bà không nào đúng? Tại vì lòng khao khát Chúa, yêu mến Chúa trong bà lớn hơn bất cứ nỗi sợ hãi nào của bà. Yêu Chúa nhiệt tình khiến tôi làm vui lòng Chúa, lòng khao khát Chúa lớn hơn nỗi sợ hãi trong chúng ta. Anh chị em ở đây có sợ dư luận không ạ? Ở đây có ai sợ dư luận không? Có lẽ không có ai sợ, chỉ có mình tôi sợ thôi. Tôi sợ dư luận lắm. Tôi sợ bà con phê phán lắm. Bà này không có phải sợ ai nữa. Tại sao? Bởi vì bà khao khát. Khao khát. Phơi trần trước mặt Chúa, Chúa biết hết rồi. Yêu Chúa bằng cảm xúc, nhưng bà cũng yêu Chúa bằng tất cả ý chí, gọi là nội công thâm hậu đó, phải không ạ? Bà có, tại vì bà được Chúa thu hút. Tuyệt vời. Chúng ta hay cười cợt ông Führer nói là ông ấy chối Chúa. Xin hỏi anh chị một cách nhỏ, nhẹ, và anh chị đừng có trả lời bây giờ. Có khi nào anh chị chối Chúa không? Có khi nào đi ăn ở nhà hàng mà không dám cầu nguyện, không dám cúi đầu tạ ơn Chúa? Tại vì bạn nó cười. Con gái, con trai, sao tôi có con trai 30 tuổi. Vợ chồng chúng tôi mong được làm xui vào cái cháu nội để bồng bế. Nhưng mà con trai nó chưa có cho ba mẹ cái cơ hội đó. Anh chị như trường hợp của tôi đó, có nhìn quanh mà không thấy cô nào hết cho con trai mình, nhìn quanh không thấy cậu nào cho con của mình không, rồi nghĩ là thôi con đi đâu cũng được, đi chỗ nào đó miễn có con gái, có con trai lại được không? Như vậy suy nghĩ là lòng mình, phải không ạ? Mình chọn cái gì cho con và hướng dẫn con cái điều gì? Sợ dư luận, sợ hoàn cảnh khó khăn. Người đàn bà này không sợ, đến với Chúa với tất cả sự chân thành, và ngay những ông thánh mà chói mắt, có lẽ là bốn mắt nhìn vào đó,
thì bà không để nỗi sợ hãi đó kìm hãm đời sống của chính bà. Sứ đồ Phaolô có nói một câu mà tuyệt vời lắm: tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. Khi mình đã yêu Chúa rồi không sợ ai nói gì cả. Nó bạn tôi ở Canada của anh Phước à, tôi qua đó nha, sáng Chủ nhật tôi đến đón anh chị đi ăn nghe, mình đi San Diego chơi nè. Anh Phước này sẽ trả lời như thế nào? Anh chị sẽ trả lời như thế nào? Anh nói thôi anh đi tôi cũng đi luôn. Hay là anh chị nói không anh chị ơi, tôi sẽ đi thờ phượng Chúa. Anh chị, tôi mời anh chị đến thờ phượng Chúa. Amen. Anh chị dám làm điều đó hay không? Nó nói lên tâm lòng của mình đối với Chúa như thế nào. Có liều lĩnh không? Có gan không? Hay là anh chị như tôi vẫn còn sợ dư luận quá mà không dành cái điều tốt nhất cho Chúa. Ông Simon cũng làm cái điều mà mấy người Pharisee rất là giỏi, thuộc về chuyên môn rồi, là làm gì? Là xét đoán dựa theo luật lệ của mình. Họ viết luật được, họ phê phán. Chúa đối diện với ông liền rất là hay, rất là nhẹ, thưa quý anh chị em. Chúa nói là, Chúa kể câu chuyện hai người mắc nợ, một người mắc 500, một người mắc 50. Không ai có tiền trả cả. Ông chủ nợ này tha cho ai? Tha cho ai? Cho cả hai luôn. Nhiều cũng tha, ít cũng tha. Tội lỗi của bà nhiều được Chúa tha thứ hết. Câu 47 làm câu gốc của chúng ta hôm nay. Tội lỗi của bà được nhiều mà được tha thứ hết. Cho nên bà thương nhiều. Chỉ được Chúa thương nhiều hay thương ít? Ông cụ được Chúa thương nhiều hay thương ít? Ông trả lời đúng. Câu hỏi đơn giản mà. Và Chúa nói một câu hay. Câu 43 thưa anh chị em. Chúa nói là ông đoán phải lắm. Ông mục sư giảng thế này là Chúa chơi chữ ở đây. Nó có ý nghĩa như thế này. Là Chúa nói một chữ mà có hai ý nghĩa. Đoán đây là suy đoán đó, để đoán đúng cái câu trả lời đó. Một điểm khác nữa là đoán đây là xét đoán. Là ông đó là ông quan tòa đó. Ông làm quan tòa rất đúng, chính xác trong cái cương vị của quan tòa đó. Anh chị và Hồ Sư Phước này có cái thói quen xét đoán nhiều không thưa anh chị em? Bà tiếp tục tôn thờ cho dù ai soi mói, thậm chí muốn vạch áo cho cả thế giới xem lưng đi nữa, thì bà vẫn đến gần với Chúa. Anh chị buổi sáng hôm nay, trong tuần lễ này có cái cám dỗ này lôi kéo anh chị không? Có thể về tình duyên, có phải công việc làm gian dối nào đó, vấn đề khai thuế hay không? Anh chị em sắp sửa bước vào mùa khai thuế giống như tôi phải không ạ? Chúng ta sẽ có thái độ nào trong vấn đề mình khai thuế, trong giờ làm việc của chúng ta, mặc dù những người sếp, người chủ không có mặt ở đó? Có điều gì cột chân anh chị mà không đến thờ phượng Chúa? Có điều gì cột chân anh chị mà không có thể làm điều gì cho Chúa được? Một cuộc tình tội lỗi hay bất cứ một cái điều gì đó mà không nói với ai được? Tôi thất bại lầm lỗi nhiều trong đời sống của mình. Có lẽ anh chị cũng vậy phải không ạ? Không có cái điều gì quá thấp, quá kém, quá tệ mà Chúa không tha thứ được. Anh chị có khi nào bị cám dỗ để bỏ chạy trốn đi? Không đến nhà thờ, chạy trốn nhà thờ chứ mà đâu có chạy trốn được. Anh chị em và tôi có chạy trốn được Chúa không? Không. Anh chị em sẽ đi đâu? Chạy đến Chúa. Đừng chạy đi đâu hết, hãy chạy đến Chúa. Bắt chước gương của người con trai hoang đàn, tìm trở về cha, trở về với gia đình, trở về với hội thánh, trở về với sự tôn thờ, thờ phượng, dâng hiến tâm lòng của lễ và khả năng của mình để hầu về Chúa. Bắt chước người đàn bà khôn ngoan này chạy đến ôm chân Chúa. Mình đã nói nhiều, nghe nhiều nữa, Chúa chậm nóng giận, giàu lòng tha thứ. Không đến với Chúa, anh chị em sẽ đi đâu? Anh chị em sẽ đến với ai? Bà không để quá khứ tội lỗi giữ chân mình. Bà không để người khác ngăn cản mình, chặn cái cửa lại. Có thể nói một cách đơn giản là bà xông cửa để đến với Chúa, tông cửa vào để đến với Chúa. Bà thờ Chúa chứ đâu phải bà thờ Simon, phải không ạ? Anh chị ở đây có
phạm cái tội nào quá lớn không thưa anh chị? Phạm cái tội ghê tởm như David đó. Phản bội Chúa, phản bội vợ con, phản bội gia đình. Phải giết người nữa. Kinh hoàng. Tôi không tưởng là trong chúng ta ai có thể phạm tội ghê tởm, xin lỗi, như David. Mà Chúa có tha thứ không? Đến với Chúa, đọc lại Thi Thiên 51. Lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Bà không sợ ai cả. Nhiệt tình yêu mến Chúa thúc đẩy chúng ta làm vui lòng Chúa. Nhiệt tình yêu mến Chúa thúc đẩy tôi làm vui lòng Chúa. Không phải là vì mục sư rầy hay là ba má nhắc nhở, nhưng mà vì tôi muốn làm Chúa vui lòng, cho nên tôi sẽ làm việc cho Chúa. Trong năm mới này chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa, phải không ạ? Bày tỏ nhiệt tình cho Chúa. Thứ nhất là sống nếp sống tôn thờ Chúa. Điểm thứ hai là có nếp sống dân thần. Và điểm thứ ba là trong năm mới này, cầu xin Chúa cho anh, cho chị và cho tôi có nếp sống phục vụ mỗi ngày. Ở nhà cũng phục vụ, chứ không phải đợi đến nhà thờ mới phục vụ. Người đàn bà này rất là đau khổ. Và có thể bà là người vợ kém may mắn, chồng bỏ, phải bán thân nuôi mình, bị ép vào đường cùng, và bà chạy đến để quỳ nơi chân Chúa, tan vỡ và khóc trên đôi bàn chân nức nẻ mệt mỏi của Chúa. Bà liên tục sức dầu cho Chúa. Và bây giờ mục sư Phước nói thêm một chữ liên tục nữa. Ở đâu mà có cái chữ liên tục đó? Đọc lại câu 45. Nếu cái trạng từ về cái cách mà bà hôn chân Chúa thì ông Luca viết là bà hôn Chúa, chân Chúa như thế nào? Anh chị em xem lại cái trạng từ đó. Bà hôn chân Chúa như thế nào? Bà hôn chân ta hoài. Nhưng ta hoài là tiếp tục không ngừng. Không phải lâu lâu mới Chủ nhật đi đến nhà thờ một lần. Lâu lâu mới tham gia học kinh thánh. Lâu lâu mới làm công việc cho nhà thờ. Nhưng mà ngày nào đời sống luôn luôn phục vụ Chúa. Một trong những điều mà nhắc nhở tôi nhiều nhất là tôi đọc về cuộc đời của Chúa, cho nên mỗi năm tôi có một chuyến hành hương bước theo chân Chúa Giêsu trên đất thánh. Tháng 10 này tôi cũng sẽ đi lại nữa, và chừng có 50 người tôi con Chúa từ khắp nơi, từ Úc Châu, Việt Nam, Canada, Hoa Kỳ đi. Và một trong những điều mà tôi suy nghĩ đến là cái đôi mắt của Chúa, tâm lòng của Chúa, chức vụ của Chúa được ghi lại trong một câu kinh thánh. Matthew chương 9 câu 36. Khi Ngài thấy những đoàn dân đông đó lắm. Có lẽ anh chị em cũng đọc, nhưng mà cần đọc lại. Khi Chúa thấy hồ Xuân Phước ở đó, đặt tên của mình đó. Khi Chúa thấy Hương ở đó, thấy Hùng ở đó, thấy Thủy ở đó, thấy Ly ở đó, thấy Đức ở đó, thì Chúa động lòng, thương xót. Bởi vì anh, bởi vì chị, bởi vì tôi là những con chiên lạc mất. Mà nếu không có người cứu, thì sẽ đi mất luôn. Anh chị có nhiệt tâm, nhiệt tình như Chúa thế nào? Và trong năm mới này, anh chị sẽ đối với Chúa bằng sự nhiệt tâm nào? Đây là hình ảnh tôi hay nhắc chính mình. Tôi hay đọc Phúc Âm Giăng chương 13 lắm. Anh chị em nhớ Phúc Âm Giăng chương 13 nói về gì? Nếu quay một cuốn phim thì anh chị em thấy cuốn phim về cái điểm gì trong Phúc Âm Giăng chương 13? Chúa làm gì? Chúa rửa chân cho các môn đồ. Cái chân thì nó ở dưới thấp. Và Chúa quỳ xuống, cởi khăn áo ra, lấy nước, rửa chân cho quý vị sư đồ. Chúa rửa chân cho ông Giăng và ông Gia Cơ là những người ham hố quyền. Ông thì muốn lên thiên đàng ngồi bên trái, ông muốn ngồi bên phải của Chúa. Chúa rửa chân cho ông Thomas là người nghi ngờ. Chúa rửa chân cho ông Phi-rơ là người chối Chúa, mau miệng nói trước, bước không tới. Tôi có cái thắc mắc này, anh chị em có câu trả lời. Tôi không biết là Chúa có rửa chân cho Thomas không ha? Chúa có rửa chân cho Thomas không? Có không quý anh chị em? Có luôn. Tại sao Chúa rửa chân cho những người không xứng đáng đó? Tại sao Chúa rửa chân cho Hồ Xuân Phước? Nên nhớ là cái thời đó, kể cả bây giờ, đường đất nó bụi bặm, chó nó chạy, ngựa nó chạy, chiên cừu nó chạy, nó vung vít đầy đường, nó đi đạp trên đó.
từ những bẩn chân dơ bẩn, hôi thối, mà Chúa cầm chân những con người không xứng đáng đó để rửa sạch. Mà thưa anh chị em, trong đời, trong đường đời của anh, của chị, của tôi, vấp váp biết bao nhiêu lần, phải không ạ? Có đường gian trá lọc lừa với bạn bè, chuyện làm ăn ở trong tiệm, trong sở của tôi. Tôi phạm tội ngoại tình, bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con. Đóng đinh Chúa trên thập tự một lần nữa. Thưa anh chị em, không có ai dám lên án anh chị đâu. Và Chúa cũng sẽ không lên án anh chị nữa. Bởi vì anh chị hôm nay đã tìm đến Chúa để được tha thứ. Xin Chúa chữa lành. Hãy nhận lấy ơn tha thứ để bắt đầu mới lại trong năm mới. Có một nếp sống tôn thờ, nếp sống ca ngợi, nếp sống thờ phượng, nếp sống phục vụ, nếp sống làm nhân chứng cho Chúa. Không phải đợi đến Chúa Nhật đầu năm mới thay đổi nếp sống của mình một lần. Chúa tha thứ hết. Chúa tha thứ hết để họ bắt đầu là một nếp sống. Đó là lời hứa cho mỗi chúng ta. Anh chị và tôi không có cái tội nào quá ghê tởm. Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao để chúng ta bắt đầu lại trong ân sủng, để đem ân phước tha thứ đó tha thứ người khác, và nhất là tha thứ cho chính mình. Có khi nào anh chị không tha thứ cho chính mình không? Hãy tha thứ cho chính mình nữa. Để năm mới này có một nếp sống tôn thờ, nếp sống dân thân và một nếp sống phục vụ. Và Chúa nói điều này: con ơi, Hồ Xuân Phước, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Go and sin no more. Đi phục vụ, đi tôn thờ, đi làm nhân chứng cho Chúa. Rửa chân cho nhau đã tha thứ cái kỳ cục, cái khó khăn, cái lầm lỡ của người khác, thưa anh chị em. Cho nên Chúa nói với tôi như thế này: Hồ Xuân Phước con ơi, ta là thầy, là Chúa của con, mà ta rửa chân cho con. Hãy làm điều này để nhớ ta. Hãy rửa chân cho nhau. Tha thứ lầm lỗi thiếu sót của con, của vợ, của chồng, thậm chí của mục sư nữa, của anh chị em nữa, của những người làm trong tiệm, trong sở, trong lớp học của mình. Và đó là bài giảng tuyệt vời lắm đó, thưa anh chị em. Trong khi hội thánh của Chúa tại Jerusalem bị bắt bớ kinh hoàng, tất cả hội thánh của Chúa tan lạc khắp nơi, 12 vị sứ đồ ở lại Jerusalem, chỉ là tín hữu mà chúng ta gọi bình dân là phó thường dân mới đi. Và họ đi đến đâu thì lời của Chúa, xem lại công vụ các sứ đồ, đi đến đâu thì rao giảng phúc âm đến đó. Tín đồ rao giảng, rao giảng bằng lời nói, nhưng mà rao giảng cũng bằng tâm tư, thái độ ân cần, khiêm nhường và phục vụ. Phục vụ là cho, là dân hiến. Của cho không bằng cách cho. Cái sự phục vụ đó với nụ cười và sự ân hậu đó, thậm chí một tô phở mình không nấu được mình đi mua đó, để tặng dì ba, cậu bảy đó, là một bài giảng tuyệt vời để nói là anh em trong nhà của Chúa chăm sóc nhau. Và người hàng xóm của anh chị em ở trong Chúa thấy mấy ông tin lành, mấy bà tin lành, thanh niên tin lành sẽ thấy được ân đức của Chúa, hiểu được tình yêu của Chúa. Anh chị em có tha thứ được nhau không? Hôm nay ai giận hơn? Từ bên này chạy qua cái bắt tay lại chị hai dì bảy, bác tha thứ cho cháu. Con tha thứ cho dì với lời dì đã nói, như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúa nói ta có một điều vừa nói với con Phước ạ. Tội lỗi con tuy nhiều, nhưng được tha thứ hết. Ai được tha thứ nhiều, thương nhiều và có nhiệt tình cho Chúa, rửa chân cho nhau, chấp nhận nhau để đồn rao danh Chúa ra. Hãy làm điều này để nhớ ta. Amen.